Rồi hiện tại bây giờ mấy anh em với Suka sẽ đi lên điện Bù Hồng để thắp hương ở trên đây. Trên đây là có gì củ quyền trăm họ hả? Vừa tới là cho tiền liền. Rồi ở Suka cho tiền bà. Quánh hay cho tiền? Bao nhiêu cũng được hết á. Cho bạn nhiêu thì cho chứ không bà đâu có xin nhiều tiền. Hết luôn. Hết luôn. Ở trên đó còn nhiều lắm á. 300 cho hết rồi. Suka về điện Bù Hồng nha các nhà. Trời ơi quá trời bánh trái rồi Suka ơi. Rồi biết luôn kìa, biết Suka luôn kìa. Trời mới gặp Suka rồi nè. Ngoài cái hình bắt tiếng cái hình đó giờ thấy trên tivi họ thấy thiệt ngoài cái hình. Tới nữa kìa Suka. Ai có tiền lẻ không? Có tiền chẳng rồi. Có tiền chẳng. Đây phía trước là Suka. Nhưng mà bị mấy anh YouTube che hết rồi. Thôi quay đã đi. Quay đi làm rồi Suka. 25 đâu có bỏ. Cứ dẫn cảm hậu nhìn đi cô cậu ơi. Hello Suka, hôm nay đi đâu vậy? Chào mẹ kìa Suka. Suka đi đâu mà? Trời ơi chú huyện già cả mà sao đi nhanh dữ vậy? Mẹ mẹ đâu rồi? Chờ chút đi, chờ chút đi. Trời ơi tội nghiệp mấy đâu rồi? Mấy mai đi thở hào hển kìa. Suka đi. Tỉnh queo trần. Em có cần trợ giúp không? Mỏi chân quá. Rồi đi đúng đường đó mỏi chân dạ. Bố nói. Đi ra đi. Sao mạnh với thân. Từ từ đi. Nó đã hẳn kìa. Nắm tay lên. Nắm tay lên kìa. Thôi nắm tay lên. Dạ rồi hả? Rồi đi 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 đi, tới rồi, tới rồi, tới rồi. Về mẹ kìa. Hello, chào đại gia đình nha. Hôm nay phải động chúng tôi đi núi các bạn. Mẹ đi kìa. Cái này lên điện Bù Hồng của huyện Châu Thọ. Điện Bù Hồng. Nhìn cả hai cái người dưới kia bất cười dưới. Đâu rồi? Có người dưới. Ôi. Nghỉ mệt. Nghỉ mệt, anh thầy có thể nào cõng em lên không? Đây đưa máy lên quay cho mày. Cao quá, cao quý bà con ơi. Cố gắng, cố gắng, sắp tới rồi. Đi dở dò nhẹ lên đi mới nổi. Tới chưa? Dở dò nhẹ thôi, đừng đi gầm gầm xuống. Ủa tới đây chưa tới nữa hả? Chưa. Sao lâu vậy? Trời anh thấy anh chạy luôn kìa. Hì hì hì. Mấy anh là thua Suka đó nha. Lấy là gần lên. Ba nuôi ơi. Ba nuôi dẫn mẹ gì lên kìa. Xuống dưới cổng hai cái chị đó lên kìa. Suka đi quá siêu sức các bạn ơi. Suka đi trước là YouTube đi tuốt làm sao các bạn. Quá nhanh rồi. Cảm thấy như thế nào Suka? Được không? Mạnh không? Cũng được. Ừ. Càng lên cao càng thấy thằng chắc còn mạnh khỏe ha. Em. Nhỏ đi mà nhẹ. Ờ đúng. Mà nó nói cũng được. Cái này thằng nhỏ đi ha, thằng bự đi. Nhỏ. Nhỏ đứng đây nè, chờ mẹ nè. Đợi mấy chị nữa kìa. Kìa hai nhân vật chính đi phía sau tới các bạn ơi. Rồi lỡ lỡ kêu kéo lên. Nắm tay chị Mai lên. Hai hai cô gái xinh đẹp. Nắm tay chị Mai lên kìa. Nắm tay lên. Nắm tay chị Mai đàng hoàng nha. Rồi tiếp tục các bạn ơi. Còn bao xa nữa? Đi đi. Không có gấp nữa. Hai con thở gì kìa. Nữ trang sức không kìa. Lửa. Lửa là phải mua. Không dám đâu. Lửa là mua nha. Bây giờ quyết định mua thì lửa, không mua thì thôi. Rồi bây giờ tiếp tục đi ha quý bà con ha. Lên điện Bù Hồng. Là lên cho Suka thắp nhang của quyền trăm họ. Ồ, vậy là chị đó biết Suka đó. Lên tới trên núi cao mà cũng có người biết Suka ha. Quyền trăm họ với cha Ngọc Hoàng mẹ Địa Mẫu là nơi là cao nhất ở núi Cấm Thiên Cấm Sơn. Anh thầy ơi, ở đây cao bao nhiêu mét thuyết trình anh thầy?
chân đi. Cao là 717 mét á. Dù điện mùa hồng là cao nhất đó. Và tới giờ dù thần thì phải. Phải không, điện bộ hông là cao nhất là tới điện chi thần phải không? Đúng rồi anh em anh Thảo. Gao gần, à gao gần, gao gần. Gao gần chắc ăn bánh xèo đây. Tới chưa? Ồ, ở đây là khu dân cư. Ở đây là khu dân cư à. Hello, hello. Hello, đi chơi chút nha. Từ cái nắp bàn dưới đi lên ở phía trên này, ngay cái đoạn giữa đây sẽ có người ta buôn bán đồ nha mọi người. Quá trời đồ nước, đồ. Ôi, đồ chơi quá trời Suka ơi. Quá trời bán đồ chơi, đồ bánh trái quá trời à. Ủa, đồ đẹp quá trời luôn Suka ơi. Quá là chỗ này quen nè, chỗ này thấy quen nè. Quen không? Được không? Áo dài gì luôn kìa. Tới chưa, tới chưa? Chắc không? Gần tới đỉnh rồi các bạn ơi. Sắp tới rồi. Sắp thành công ơi. Thấy Suka đi rất là khỏe nha. Đó. Đúng là mua, đúng là mua đó. Ôi ơi, vẫn chưa tới hả? Chưa, chuẩn bị tới, chưa tới. Tiếp tục, tiếp tục. Rồi nó có teo luôn rồi. Hai bà già rồi sao? Quá trời trang sức rồi. Hai bà già nó đi đi trời. Rồi bây giờ tới điện Bù Hông rồi, rồi quý bà con ơi. Nên đây là chỗ anh thầy nói là củ quyền trăm họ đúng không anh thầy? Rồi. Rồi giờ lên thì nãy giờ có thấy mệt không Suka hả? Dạ khỏe. Khỏe không? Trung trung khỏe hả? Gồng lên đây. Ủa sau lưng của Suka kìa, Phật cái sau lưng cái Suka ơi. Quá trời ông Phật ơi, chuông chuông gì nữa kìa. Ờ Phật hồi nãy mình đi qua bển đó. Thì cao hơn luôn rồi kìa. Ủa bổn đâu rồi? Đó kìa. Quay mặt qua nè, cười nè, quay mặt. Quay đi quay chụp đi. Ờ quay qua cười nè, cười đây, cười. Cười lên. Quay qua đây, rồi quay qua đây, mỗi một máy quen lần cho bà con thấy. Nè, quay tới bên nè. Đây, tới bên đây. Ơi, đẹp nha, cái cảnh này đẹp nè, Suka ơi. Ừ. Biết cây lá đó lá gì không Suka? Không biết. Lá gì? Lá phổi. Giống cái lá rồi Suka làm viên làm dáng đây là lên hình này, chụp hình nè nó. Rồi 1, 2, 3, 1 bôi, 1, 2, 3, 2 bôi. Ủa, dữ ta, làm dáng dữ vậy? Không mà tôi để ý nha. Là ai đi cũng đuối. Sao Suka đi không có gì xảy ra hết trơn vậy? Suka đi không thở luôn. Suka từ cây 2, 3. Người nào đấy mấy chục ký. Đây nè. Nhìn chị công chúa thở nè, không thấy nào chịu nổi. Vậy mà Suka nó đi bình thường như là dưới đi bộ bà đất bằng ha. Rồi ơi. Rồi ai mà gọi máy đó là cái gì? Mệt. Máy vui cầu phan á, tức là thở mình thở ra. Còn cái máy nghe nghe mệt rồi. Nhìn đồng lúa xanh tươi kìa đó. Quá im luôn, cảnh như này đẹp. Bây giờ phải chứng thực lên coi nè. Coi nè gương cái ý nghĩ mình về tới núi cấm nó sao nó khỏe nó. Ừ. Có cảm nghĩ gì? Quyền bí thắt sơn hả? Quyền bí thắt sơn. Trời ơi. Thắt sơn quyền bí hả? Ừ. Này gọi là thắt sơn phải không? Thắt sơn. Đây gọi là thắt sơn. Thắt sơn tức là thắt là bảy, sơn là núi. Bảy núi An Giang. À, hồi đó giờ là Suka là đi tới ông Phật Di Lạc là xuống phải không? Ừ. Lên lên củ quyền trăm họ với cha Nhật Hoàng mẹ đi mẫu nha. Dạ. Chưa lên lần nào phải không? Lần đầu tiên không? Lần đầu tiên khi đặt chân đến đây mình có cái cảm nghĩ như thế nào phát biểu không, cho bà con biết đây, đây là lần đầu tiên nhưng mà đi qua bên núi của ông Phật Di Lạc. Thì đúng rồi. Đúng rồi, lần đầu tiên đặt chân lên đây nãy giờ có cảm nghĩ gì? Là khoảng dạ, coi hết nghe rồi. 10 năm trước tới 10 năm sau. Để nó nói câu chuyện của ta. 10 năm trước và 10 năm sau. Để nó nói hết câu chuyện nó đi rồi hỏi. Cũng giống ha. Là 10 năm rồi mới đi lại. 10 năm ha. 10 năm. Cầm không nổi. Mười năm rồi đã qua là 10 năm rồi đó. Rồi. Đúng rồi, ai cũng đuối hết rồi. Là khoảng 10 năm nay lại rồi đó. Là đi lại lần nữa đó. Là hai lần.
Nhưng mà đi qua núi Cấm Bà Chúa Xứ thì đi mấy lần? Núi Cấm Bà Chúa Xứ 5 lần. Núi Sam. Núi Sam Bà Chúa Xứ đi 5 lần. Năm nay mình đi núi Cấm là 2 lần. 2 lần ha. 2 lần đi. Còn chỗ dừng chân ngay đang đứng này là mới lần đầu phải không? Lần đầu tiên. Ừ. Nhưng thấy không khí nó có mát không Sugar? Cũng mát mẻ không? Mát không sao mà cũng được. Cũng được. Cũng được. Muốn nói gì nói đỡ sao nói đỡ. Hỏi nó cái gì nó cũng nói được hết trơn á, khỏi lo. Rồi được chưa? Đã được. Rồi đang đi lên nữa chưa? Đi chưa? Chưa mẹ. Chưa. Từ từ kìa, từ từ kêu mẹ đi chung kìa. Nắm tay đi, nắm tay mẹ đi đi. Đó. Còn một gì đó không? Nắm tay đi, nắm tay vô đi cũng gần được. Thằng con đi đi. Nó về nắm tay mẹ đi. Nắm tay mẹ đi. Rồi vô. Rồi, chuẩn bị là lên điện mua không? Bây giờ vô cái nào trước anh thầy ơi, anh thầy đâu rồi? Rồi anh thầy hướng, anh thầy hướng dẫn gì mà đi đằng sau vậy? Đi đằng trước người ta thuyết trình ok, anh thầy phải đi đằng trước thuyết trình mới được. Mua trái cây hả? À, mua đi. À, chị Đại Keo Kiệt mua trái cây. Chị Đại gì? Keo Kiệt hả? Keo Kiệt. À. Đại luôn không? Nè mua một dĩa ha, trồng cao nè. Thành cây gì đó. Thôi bây giờ để cho Suka muốn mua gì mua để coi mua gì. Đợi thiếu bổ sung sao? Rồi. Dạ. Cho nó muốn mua gì mua đi, đợi thiếu bổ sung. Thế em nó mua gì đây cúng nè. Mua gì? Qua bên Cú Quyền Chăm Họ là trồng cao. Cao nữa cần. Lấy cặp đèn với cái dĩa đó luôn. Lấy nguyên cái dĩa đó luôn. Lấy cái mâm kìa, mượn cái mâm. Ồ mua được có cái mâm nữa nghe chúng ta. Lấy cái giỏ nào im. Giỏ nào? Chọn cái nào? Giỏ đó nhiêu chị ơi. Rồi nó đem cái giỏ về mình xách về mình sử dụng luôn. Như là một giỏ hồng với cái dĩa chầu cao rồi phải không? Với đèn cày. 90 cái này là 60, cái này 30 rồi 90. Mình có lấy nước không? Mình có đặt cơm chay không? 70 quân tới chỗ luôn. Trái cây được rồi. Trái cây được rồi. Trái cây thôi. Rồi có mua hoa lên không? Nó bình bỏ hoa thôi. Cho một bó hoa đi. Bó hoa nó 100 hả? Nó không, bó hoa nó là tới 130. 130 thôi, anh nào hùng vô 100. Không có hùng được. Thôi xong. Để em ra cho mà kêu người ta hùng. Ừ. Hồi sáng mới lãnh tiền để đi lên đây rồi, không có ai hùng được. Còn thì nhân ra luôn hả? Ừ. Ờ, Suka đi. Keo kiệt quá vậy. Để cái điện thoại. Điện thoại bỏ vô cái túi đi. Phung phí sao được, biết sao không? Tại vì còn lại ngày khác nữa. Tức là nó còn lại ngày khác nữa. Nhà cảm thôi, coi, ra đó. Em tự bưng luôn cho tới chỗ rồi, tới chỗ rồi đó. Mình bưng luôn. Thôi. Fan của Suka nữa kìa Suka ơi. Nè, có chị ruột này chị nói phải em bán Suka luôn nè. Có làm hộ chị cái gì? Tại sao như vậy hả? Tại mình đừng có ấy. Mới mua rồi. Mình còn sống mà. Sống mà. Thôi để ngày khác. Nó nói gì cho nó đi. Để ngày khác chứ. Cầm đi Suka tới chỗ rồi kìa. Ê, về đi cái mâm chưa cái bông đó có cắt bớt không hay là gọi Suka cả, bỏ điện thoại vô cái cặp đi hoặc là cái túi áo phát kìa, áo phát, cái túi áo phát, túi áo phát, túi áo phát bên đây. Ừ. Rồi cầm đi. Rồi đi. Hướng nào vậy? Hướng này hả? Suka ơi. Cho chị Phan Thanh Mẫu Suka nè. Rồi Suka sẽ lên. Mang lễ lên để đánh lễ. Lại đây hộ lỡ là cái nào cũng được. Lỡ rồi. Lỡ rồi. Không hứa. Hồi nãy nó mới nói nó lại nữa đó. Không hứa hả? Tiếp tục leo thang nghe quý bà con. Đờ mình làm liền chứ mình không có hứa. Đúng rồi. Mỗi là làm liền phải không? Ừ. Rồi. Rồi, đề nghị anh thầy lên hướng dẫn đi. Lọc nón ra lên hướng dẫn liền đi. Tới chỗ Cửu Quyền Chăm Họ quý bà con. Rồi ở trên đây nhìn thấy mây mù che của che kính hả? Im ha. Cái cây bưng lên.
Dĩ chiều cao nữa. Ở đây là chỗ thờ cụ Quyền Trăm Họ nghe quý bà con ha. Tức là ông cố bà cố là của Việt Nam luôn hay sao? Ông cố bà cố hay gọi là ông cố bà cố đó, là cố quyền trong họ đó, là cố quyền cả Việt Nam luôn hả? Đúng không anh thầy? Cố quyền chung á, cố quyền chung đó. Con đọc trái tim hả? Đúng rồi. Anh thầy phải thuyết trình nặng cho khán giả chưa biết thì biết chứ. Em mới đặt câu hỏi thì phải thuyết trình liền. Các bạn, nó tên là Chị Giang đốt điện thoại xong đi rồi chị Giang hướng dẫn. Thì Nam Mô Cửu Quyền Thập Tổ trong họ hầu vàng minh thánh tâm tu hả? Hồng bàn minh thánh tăng văn đạo. Tăng văn đạo hả? Còn bên kia là ăn lạc vĩnh niên. Vĩnh niên kế kế gì? Kế thế truyền là lưu trì cho thôi thế mãi mãi luôn, không có thất lạc. Ông là vĩnh niên kế thế truyền. Giảng tàn ra thì cha tàn thì măng mọc, người này qua đời thì người kia đứng đấy. Đúng, không có thất truyền về con cháu ông bà. Không có thất truyền về ai. Kiếm rồi. Dạ con. Đây cái tiếng nhạc chứ không phải nhập sóng lắm. Hình như là hơi lâu quá nha. Trời ơi quý bà con xem là từ trên đây nhìn xuống là coi như là mây đó, nói chung là mây không nè, mùa sương như mây á. Nhưng mà toàn thể quý vị hướng về ngôi của quyền thất tổ ông bà trăm họ ở trên điện của ông đồng tỉnh Ba Sát. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý kính dâng hương trước phủ quyền cầu trên thất tổ chứng lòng thiền. Dạ được biết hôm nay là ngày mùng 7 tháng 9 niên Giáp Thìn 2024. Con là Nguyễn Trường Giang và Đặng Thị Thị Thuận và Trần Thị Dương có trở về phủ quyền trong họ cũng như bên nội kính trình ơn trên các ngày từ xưa đến nay. Con có lỗi lầm chi cũng như là Trần Thị Dương và Phận về đây trình với cửu quyền trong họ, mong cửu quyền trong họ và các ngài của quan vị bỏ qua con cháu đã vì cái sự nghèo sự khổ làm ăn buôn ba. Hôm nay con cháu trở về đây cúng hoa quả để trình với cửu quyền thất tổ trong họ, nhờ ơn trên cửu quyền trong họ cũng như bên nội và bên ngoại nhiều chuyện kiếp cũng tha thứ tội lỗi cho con cháu trong những ngày qua, nhờ các ngài cảm ứng chứng minh cho gia đình của chúng con thành tâm và nguyện giác. Nam Mô A Di Đà Phật. Và chắc tay như người niệm Phật cho chúng. Với tâm lãnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa lên. Với tâm lãnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa lên. Với tâm lãnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa lên. Với tâm lãnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa đủ và chỉnh đồng.
sẽ qua cái thẳng. Và đây nãy là con cầu nguyện tập thể chung, bây giờ đến chị Út với cô bé Sinh Ca tự mình phát tâm. Cái tâm mình nè, nãy con chị hướng dẫn tự phát tâm ha. Hôm nay mình biết là ngày mấy tháng mấy nguyện phát tâm. Ngày mấy lại? Hôm nay ngày 7 tháng 9, niên Giáp Thìn. 7 tháng 9, âm lịch hả? Âm lịch, âm lịch. Con là tên gì đó? Là bao nhiêu tuổi? Phát tâm về gì? Phát tâm về đi, cái này là chương trình Tây Quang Hải Thổ. Cầu sinh đó. Suka không có gần. Cái nào không biết cứ hỏi nha Suka. Không biết cứ hỏi một chuyện gian của chị. Hậu sinh ông có bà có. Không có. Lại sát sát cũng đất. Con hạnh luôn. Phun ra quy thể của địa. Năm ta năm cái đầu sát dốc là đúng rồi. Cái đó là mình cung kính Đức Phật mà lại sát đất. Mình quẹo đây không? Bên đây là Đức Phật A Di Đà đó. Nhiều giá. A Di Đà với Phật tổ khác hả? Phật Di Đà. À, Đức Phật A Di Đà, A Di Đà nhìn xem khắp cõi đặng trong giờ của mỗi chúng sanh, những ai cố chí làm lành chuyên niệm Phật và cầu xin Phật quốc, mình niệm Phật thì mong ngài gia hộ độ cho mình bình đẳng tiêu trừ tai qua hạnh khổ. Còn mấy em đưa Suka đến đây để có mục đích gì biết không? Đi cúng lại để giải quá căng. Giống như nhiều cái tiền kiếp đó, mình đã lăn lộn trong cuộc sống, cái sự nghèo khổ của ông ba thì mình không nhớ đến của quyền sách tổ ông bà. Hôm nay mình trở về đây là cái gốc này của quyền trăm họ. Đức Thầy đã dạy là ước trăm họ vậy mình có cánh tặng ba về cực lạc một bàn. Thì hôm nay là mình có đầy đủ cái nhân viên, có người mà gọi là gần đất xa trời mà họ chưa đặt chân đến đây. Hôm nay cô bác Suka có đầy đủ nhân viên cái gì Út trở về đây để mình trình, để mình lại rồi đến cái ngày mùng 10 đó, mùng 10 tháng 9 tới là mình về cùng cúng quan cơm ở nhà đó, nhớ không? Nhận được nha. Dạ, anh dạy, bữa anh dạy nghe. Dạ, có về mình cúng mình trả lễ luôn hôm nay. Có gì mình cứ tâm sự với thằng Cố và Cố hay là cũng người trong họ cho này mình. Anh Linh buồn ngủ vậy. Anh nói thì mấy em nghe chứ sao nói gì. Thì Út bên đây có cái cảm nhận gì thấy nó trong mình thấy có khác không? Thấy khỏe. Thấy khỏe hả? Ngoài ra có khỏe là thấy giống như mình thấy lòng nó có bị bực bội hay là nó có bị nóng có cái chuyện gì từ xưa đến giờ thì đỡ mở nhưng mà chưa thông nghe. Anh một chai cho đỡ thôi. Hằng một chai cho đỡ thôi, nói vậy đâu à. Suka là cúng nguyện giá sao nói cho khán giả nguyện cái gì chúng ta nguyện cái gì giá sao nãy đây nguyện giá là bình an, bình an còn ngoài bình an còn gì nữa, sức khỏe, sức khỏe là tiêu trừ hả? Sức khỏe tiêu trừ ha, rồi nói nhìn trước nè, rồi ngoài ra rồi sức khỏe rồi tiêu trừ còn cái gì nữa không? Bình an sức khỏe nó tiêu trừ được, sức khỏe rồi giàu cũng đặt nó tiêu trừ, sức khỏe tiêu trừ cũng mệt. Anh này tên gì quên mất mẹ rồi. Điện Linh. Chừng nào điện gặp anh này là điện ở đâu? Điện lên núi. Mà gặp lên núi. Anh ở bên An Giang nghe núi luôn không? Gặp đầu rồi nói chuyện không được. Bà con đây từ sớm giờ từ đi từ dưới cái thang cứ lên tới đây có thấy xung quanh nó ăn giọng éo éo không? Thấy bình thường nha. Lên trình nè. Vậy mà ai đòn với Suka lên đây rồi muốn có không? Đừng có nhắc. Múa chưa Suka? Múa đi. Suka có biết múa không? Có biết múa không? Đâu biết múa hả? Tùy theo người. Đảo đảo kìa, hồi múa giờ. Thôi Tiền Giang ra trình lễ trước đi. Trình đây. Trình đây. Để diễn cho có bà con xem nghe đi. Thầy có luôn hả? Có biểu diễn đứng dậy hay gì? Có luôn. Có không? Có không? Không. Có rồi thôi. Có biểu diễn đi đừng giấu nghề. Có không? Không. Có rồi. Hỏi chú Lê Thành này có không? Có không? Không. Hỏi chú Lê Thành có không? Chỉ là quay hình đó. Tôi chừng họ có Út gì vậy? Chắc thiệt à? Vui á, tôi vui á.
bởi ông bà nói con cháu vui là ông bà vui chứ đâu phải nhiều khi ta nghĩ mình lại nơi tôn nghiêm tại sao mà cười như vậy, không nói đâu, nhìn lên lợi nơi này vui là ông bà vui, lợi nơi này cười lộ cái ông bà buồn. Nãy giờ cười thì ông bà mới cười chứ. Nãy giờ Suka có xin ông bà lì xì chưa? Chưa. Xin đi. Xin lì xì đi. Xin lì xì cái sức khỏe đây. Xin lì xì sức khỏe hả, lì xì đạo cho ông bà. Cây gì? Không. Thì mình găng cái cây cho ông bà đó, xin lại sức khỏe. Ừ. Đây xin, là củ quyền. Xin lì xì sức khỏe đi. Lớn tất cả luôn đó. Ông cố bà cố, tượng trưng đó, đúng không? Như là cho chủ quyền chăm họ hết để cho mình nhớ đến tất cả. Còn bên đó là sao nhìn bên có gì nói gì đà cái gì đâu thì em bình thường dạ tưởng đâu Suka định nói gì với anh hai có gì không có gì nói với anh hai có gì căng thẳng không nói đi có gì đâu phá sao giận lộ hả dạ rồi rồi nha mới nói giọng kia thì đảo là giọng này nha. Cảm giác nó mát ha, lên đây sẽ khỏi mày. Thôi đi giấu chi hết tiền mất con mất lạc. Vâng. Giấu tiền ở trên cho ông bà được không? À. Lấy tiền thêm giấu lên trên bàn thờ. Tội không? Không cũng được ở đây. Ông bà không có lấy tiền, lấy bàn thờ thôi. Bà không đâu, bà nó lấy tiền. Cảm nhận khi Suka đọc tiếng Phạn, kinh Phạn nghe thấy trong lòng đó. Bé. Gì vậy? Dạ. Nó ngồi thiền mà nó ngồi đang ngoài nhà. Ta đang ngồi thiền một cái hoài, được với vũ hoài. Nó đang nhớ nhà về nhà tối ngày kêu hoài đó. Mà chỗ này mình không hát. Không, ở đây không được hát đâu. Đọc kinh được rồi. Hát tiếng Phạn thì được. Đó thì cái bài chú Đề Bi đó theo mình được biết đó là dù cho cao kê luôn mà cái người không có duyên là ca không được. Đúng, khó ca. Rất là khó ca. Khó ca bạn. Nhiều ca sĩ muốn thu cái bài đó nhưng mà thu không được á. Đúng rồi. Phải có duyên mới thu được. Chú ca đó có học không? Có học. Học nhiều lần bao lâu mới ca được cái bài này? 6 năm luôn. Trời đất ơi. Dữ vậy. 6 năm mới thuộc được cái bài này đó hả? Trời đất. Dữ vậy. Ừ, 6 năm gần chục không? Thay đổi chậm quá à. Hồi nãy là trẻ con giờ tới là giọng nàng bộ nào. Không nghe nói hả? À, mới đầu thì giọng trẻ con là nói 6 năm rồi cái giọng người lớn sau là cả chục đó. Thì giọng người lớn đó là nó khác nữa. Ừ. Rồi ngoài ra rồi chú ca đọc kinh Phạn còn thuộc bài kinh nào khác. Không có kêu hát nữa. Không có hát. Đọc kinh mà đâu phải hát. Cái này là kinh Phật mà. Nhớ không? Đọc kinh đã là kinh Phạn, giờ đọc kinh sấm giảng Suka. Ừ, sấm giảng đi. Sẵn ôm lại luôn. Sấm giảng hả? Ừ. Giảng bên này. Không có học kinh này nữa đâu. Không có lên nữa. Giải đi. Tưởng là Suka thuộc và sấm giảng thì anh hai với Suka đọc đoạn. Hả? Ừ. Giống như ở nhà bữa đó. Đọc đi, không chịu mà. Không chịu mà ngủ cái ừ. Rồi đọc đi nào. Rồi, bắt đầu. Cái là Suka biết thì Suka đọc nha. Để đọc trước. Phải mình đem cuốn sấm giảng cho Suka hay cuốn hát thì Suka đọc nha. Dạ, nhớ cái bài đọc trước đi. Bài 20 câu đầu của lại của người khách sổ không? Anh đọc đi. Bây giờ anh thầy đọc câu cái Suka đọc câu. Nếu không thuộc thì anh thầy nhắc vậy đi. Ừ. Rồi vậy đi. Thôi giờ Suka anh hai đọc một đoạn để giao duyên với quý vị khán giả trên điện của con cũng như của quyền chấp họ một đoạn sấm thi của đức thầy cho chúng ta cùng nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Ngàn dặm đường xa cách ải quang, chúng quyền đệ tử được bình an, mong trời nhỏ phước cho dân thiện, vô bệnh vô muôn việc nhàn.
lòng ăn nhắn qua. Thì giờ hạnh phúc có đâu xa, ngày nay sư đệ đi xa cách, trời Phật ban cho sẽ hiệp hòa. Cơn này thế giới lắm phong ba, lừa lọc con tiên diệt quỷ ta, phù có cao đàn phân kẻ bảo cho người lương thiện khỏi sông pha. Non nước thì xa đâu cũng chờ, cũng chờ cũng Phật cũng mang nơi một tâm chí nguyện cho tròn đạo, lòng chớ lo chi sự đổi giờ. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi tới Suka. Em đâu có bí, em đâu có hồn đâu. Không, tôi phải niệm Phật đi. Nam mô A Di Đà Phật. Niệm chậm cái gian, niệm chậm chậm được không? Nam mô A Di Đà Phật. Vậy là Nam mô A Di Đà Phật. Dẻo có thuộc bài chấm giảng không? Không. Đâu, cái bài bữa ở nhà Suka đọc được mà. Đọc bài bên cái không, tôi cũng có không thôi mình rồi kính thưa quý vị bà con, thì Suka qua điện Mùa Hông, hồi nãy thì qua Cổ Huyền Chăm Họ trước ha quý bà con ha. Cảm ứng chứng minh. Đây là các vị sơn thần. Sơn thần. Vô Mùa Hông trình các vị đằng trước trước rồi mới vô bên trong. Bông này là như chưa bị sinh thành á nha. Năm mùng hổ. Năm mùng hổ là chưa bị sinh thành, năm mùng bảy núi nha. Rồi giờ chúng ta đang lên đây. Lên. Rồi lên lên. Rồi xin mời quý khán giả. Quý bà con cùng đi lên. Rồi đây là cái gọi là cái nơi là cao nhất luôn. Của núi Cấm. Đây, cao nhất đó. Anh em YouTube cũng đi. Của mẫu của ông đó rồi. Của mẫu cha đâu? Ngọc Quang này. Cha mà, Ngọc Quang ở đây. Có mà chắc gió ta đem thai á. Gió này à. Vũ Sơn. Tờ tờ Ngọc Đế. Vũ Hoàng Đế. Đế. Có đem thai hả? Cho đi mấy con. Sao? Cha Ngọc Quang thì đến mà ta để Vũ Sơn. Đây đây là cao nhất rồi đó nghe quý vị con. Để làm phước việc thiện của mình. À, sẽ ra làm phước việc thiện nữa nè. Rồi. Có khi nào lỗ 30 ngàn đó một ngày cắt chỉ đó nghe Suka. 30 cả 30. 30. 30 là một ngày cắt chỉ của Suka. Ừ. Suka cũng biết là cũng dường biết làm việc cũng phước thiện à. Phước thiện đó thùng phước thiện đó. Ừ. Sao kể con? Ngoài dám cãi đâu. Ngoài dám nói đâu chị ơi. Đừng có cãi nữa. Trình luôn ngay bắt đầu đó, mình trình cho Ngọc Hoàng mình cúng luôn nè. Ừ. Tập thể trên cho mấy em. Cúng điện hồi với tôi lại sao?
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Và kính thưa ban quản tự ở tòa cao nhất ở trên đỉnh Bùa Hồng Ngọc Hoàng Đại Đế ở trên đây, thì kính đến toàn thể quý vị quan khách và đồng đạo anh chị em. Kính thưa quý vị, thì với hôm nay là ngày mùng 7 tháng 9 niên Giáp Thìn 2024, thì với đoàn chúng ta họp dự nơi trở về đây giờ cầu nguyện Bất Thế Gian An đã đến, mọi dự hướng về nơi chánh điện Cha Cầu Hoàng đồng kính ba xá. Xá xong cung kính đồng quỳ. Quỳ. Chắp tay đưa lên trán tâm thành chí nguyện. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần Chư Quan Cựu Thần Chư Vị Sơn Thần Chư Vị Năm Non Bảy Núi Cảm Ứng Chứng Minh. Dạ, được biết hôm nay là ngày mùng 7 tháng 9 niên Giáp Thìn 2024, phái đoàn chúng con họp nhiều nơi trở về nơi Ngọc Hoàng Đại Đế đang quỳ trước chánh điện. Cầu xin ơn trên mười phương chư Phật từ bi hộ độ cho thế giới hòa bình an lạc, đất nước Việt Nam được mưa thuận gió hòa cho toàn thể bá tánh vạn dân tiêu tay tịnh sự giải thoát mê ly. Và cầu nguyện cho phái đoàn của chúng con đi gặp vạn sự lành, khi trở về nhà bệnh tật tiêu trừ, tay qua nạn khỏi. Và chúng con không quên cầu cho phụ mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ, phụ mẫu quá khứ được trực giảng Tây Phương, và chồng và vợ thuận cháu con được thảo hiền. Nam mô A Di Đà Phật. Mọi xá tiếp một xá cung kính đồng đứng lên. Dạ, xá tiếp một xá để gấp hương. Ở trong khi gấp hương, mời quý vị chúng ta chắp tay vào ngực niệm Phật giữ phần chánh niệm. Cắm hương xong rồi xá tiếp một xá lại luôn bốn lại tạ ơn Đức Phật Hoàng. Chí tâm đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Thưa lên. Chí tâm đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Thưa lên. Chí tâm đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Thưa lên. Chí tâm đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Dạ thưa xong, thỉnh Di Đồng đứng lên. Mời sách giữa niệm Nam mô A Di Đà Phật, một xá bên trái niệm Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, một xá bên mặt niệm Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Hồi nãy là con cầu nguyện thống nhất là bây giờ tới dì Út với Suka để cầu nguyện thêm, thì tự tâm mình ha, phát tâm nó sẽ hay hơn. Dạ. Rồi cầu nguyện đi Suka. Xá quỳ xuống với Suka cho xin tâm. Xin cha gì đó. Quỳ xuống cho tâm. Quỳ xuống đi, nguyện nguyện xong. Cái đó là xin cha Ngọc Hoàng đi cho con hết bệnh, hết luôn nha, hết bệnh nên có chồng. Ừ, có nghe giấy rồi. Nghe nói gì giấy đâu trời. Giấy gì có rồi. Thể nói lên nè. Giấy đâu mà có nghe gì đâu. Trời 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 giấy có tiền. Giấy hết bệnh không giấy, giấy có tiền. Không, chứ khi là bánh có tiền cũng nói giấy có gạo, giấy có tiền rồi đây là. Có ăn là được. Giá đặng có tiền ăn hàng. Vậy là nó giá có tiền. Không coi tới chú già lại, chú giấy chú có tiền kìa. Kính thưa quý vị, bây giờ là tới Lê Thanh già lại để giấy mình có tiền. Mà không biết có tiền hay không. Mình làm mình phải giấy chứ. Giấy cả trời mẹ đất đổ cho con. Giấy gì Suga? Cầu xin gì á? À? Bà giấy có tiền trời. Vậy là bà giấy có tiền thiệt á. Có tiền kiểm tra lại cái túi tiền không? Rồi rồi. Đó, mọi móc tiền ra coi kìa. Bộ xã là xã là không có tiền ăn hàng gì. Chú ca là để tiền vô điện thoại, sợ cái là sợ mà người ta lấy cái điện thoại không có tiền đi xe. Cầu nguyện rằng cho mới đọc cái gì hay quá, đọc lại thầy. Đọc cái gì, đọc lại ấy. Bây giờ là đi xuống. Bây giờ là mấy anh em đi xuống ha quý bà con ha. Sao chú ca? Dạ. Này là đi lên trên điện hôm thấy sao được ha. Thấy được ha. Được. Bất cứ cái điều gì là Suka cũng được hết trơn á. Ừ. Suka mang mang lọc về nè. Chờ mẹ luôn coi, hỏi hỏi Út luôn coi. Sao Út? Lên điện cha Ngọc Hoàng này đi mẫu đó. Điện hồng nó thấy sao? Thấy quá khỏe. Cũng được quá khỏe.
Không biết gì không? Số ca thì cầu nguyện hết có tiền ha. Số ca nó cầu nguyện có tiền. Mua gì không? Mua về làm kỷ niệm không? Từ trên núi mang về không? À Suka đứng lại Suka. Mua cái này làm kỷ niệm được nè, cái cặp này nè. Cặp này rất đẹp đó. Trời ơi trời, kêu nó mua làm kỷ niệm nó cũng đòi nữa. Không chịu. Suka nó không chịu mua.